màn trình diễn nghệ thuật điều khiển ngựa bay qua chướng ngại vật tại buổi lễ ra mắt câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic tại trường đua Thiên Mã Madagui, huyện Đạ Hoài, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 16 tháng 2 năm 2020. Hiện tại, Liên đoàn cưỡi ngựa châu Á AEF đã có 35 quốc gia thành viên. Riêng khu vực Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam, Lào, Đông Timor là chưa gia nhập. Câu lạc bộ cưỡi ngựa Olympic ra đời với hy vọng sẽ là tiền đề để Việt Nam sớm gia nhập liên đoàn này. Trường đua ngựa này được xây dựng trên diện tích gần 70 hecta bên trong quần thể khu du lịch sinh thái rừng Madagui. Đây là khu vực có điều kiện thiên nhiên lý tưởng, cao 600 mét so với mực nước biển, phù hợp cho những con ngựa đua. Chúng tôi đã đưa một số chuyên gia đi những vùng chung quanh để kiếm những cái môi trường, đặc biệt là cái độ cao cũng như là cái độ ẩm. Thì chúng tôi đã chọn cái Madagui. Đối với cái ngành này thì ở mình thì nghĩ rằng nó xa, nhưng mà đối với nước ngoài, một con ngựa để đưa đi 1.000 cái số, 2.000 cái số để dự một cuộc đua là đối với họ không thành vấn đề. Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui được tổ chức thành 3 khu vực riêng biệt có chức năng khác nhau, gồm câu lạc bộ kỵ mã, dạy và huấn luyện đội ngựa thể thao, câu lạc bộ đua ngựa tổ chức đua ngựa, đào tạo nài ngựa, đua chuyên nghiệp, mua bán ngựa giống và câu lạc bộ mã cầu có nhiệm vụ vận hành một sân polo. Đến trường đua này, nhiều người không chỉ được tận mắt chứng kiến những chú ngựa biểu diễn mà còn được leo lên lưng ngựa để tận hưởng cảm giác điều khiển chúng. Nói chung là cảm giác thì rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên mình được cưỡi một cái con nó to như vậy. Ngày xưa thì ngồi trên voi là chỉ có người nài, người ta chỉnh cho mình. Nhưng mà lần đầu tiên mình cưỡi ngựa thì mình thấy là mình có thể điều khiển một con vật mà to hơn mình thì nó rất là khó. Nhưng mà cái cảm xúc thì nó chế ngự cái cảm xúc là sợ hãi của bản thân. Thì đây là một điều trải nghiệm mà khó quên. Mình sẽ cố gắng để tiếp tục cái trải nghiệm này. Những con ngựa là ngựa thuần chủng và giá mỗi con có thể lên đến hơn 3 tỷ đồng. Chúng được nhập về trường đua này nhằm mục đích tạo điều kiện để nhiều người tiếp cận với một loại hình vui chơi giải trí mới. Ngoài ra, những người đam mê môn thể thao này còn có thể luyện tập hướng tới đào tạo ra những vận động viên kỵ mã để thi đấu Olympic SEA Games.